Tiếp theo là những thông tin an ninh trật tự đáng chú ý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tuần qua. Rạng sáng ngày 11 tháng 6, đội cảnh sát ma túy công an quận Ngũ Hành Sơn đã bắt quả tang Lê Nguyên Trung, 28 tuổi, trú quận Thanh Khê, đang bán ma túy cho một con nghiện trước quán karaoke, thu giữ 7 viên thuốc lắc và một gói ma túy dạng ketamin. Khám xét nhanh nhà ở của Trung, công an phát hiện 28 viên thuốc lắc, gần 50 gram ketamin, một cân điện tử và nhiều dụng cụ dùng để phân chia và sử dụng ma túy. Tại cơ quan công an, Trung khai nhận mua ma túy từ một đối tượng ở Quảng Trị về phân chia và bán lại kiếm lời.